vào những ngày cuối năm, Đầm Sen sẽ vô cùng rực rỡ bởi lễ hội mùa đông với không gian Giáng sinh ngập tràn màu sắc cùng những hoạt động đường phố đầy vui nhộn và hào hứng. Đầm Sen luôn là nơi bùng nổ hàng loạt trò chơi hấp dẫn lôi cuốn bên cạnh những hoạt động đặc sắc và ấn tượng. Đặc biệt, đêm nhạc hội kết nối tương lai chào đón năm mới 2018, chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như nhóm Hài Tấn Beo, Dương Ngọc Thái, Bạch Công Thanh, Vĩnh Thi Kim cùng nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Hãy cùng đến Đầm Sen để trải nghiệm những khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình nhé!